Thưa quý vị, cuộc sống vợ chồng là hạnh phúc cả đời. Nhưng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ đầy cay đắng, trái ngang giữa hai vợ chồng. Và giờ đây tôi kính mời quý vị, các bạn lắng nghe chi tiết tình cảnh xót xa, cay đắng của cặp đôi vợ chồng này. Xin kính mời lắng nghe. Tôi với tay bật công tắc điện lên, rồi vào bếp lăm lăm cầm con dao đi vào phòng ngủ. Gã đàn ông đó với vợ tôi đang nằm quần quại trên giường. Thấy điện bật sáng, rồi tôi lăm lăm cầm dao đi vào thì hốt hoảng. Gần 40 tuổi tôi mới lấy vợ, nên với tôi mọi thứ thuộc về vợ đều rất tuyệt vời. Cô ấy xinh xắn, thông minh, lại rất ngọt ngào nữa. Ai cũng nói rằng ở tuổi tôi mà lấy được một người vợ như Nhung là may mắn. Tôi cũng thấy vậy, nên tôi chiều cô ấy hết mực. Việc nhà tôi san sẻ hết với vợ, lương tôi cũng đưa hết cho vợ để cô ấy lo chi tiêu. Thế nhưng vợ tôi cái tật là hay dỗi, động một tí là dỗi. Tôi làm gì không vừa ý cô ấy, cô ấy cũng dỗi, rồi cấm tiệt tôi, không cho tôi đụng vào người. Mỗi lần như thế tôi phải khổ sở dỗ dành cô ấy, nhưng thông thường phải mất đến 3-5 ngày mọi việc mới trở lại bình thường. Mấy hôm nay cũng vậy. Hôm đó tôi có nói một câu khiến Dung phật ý, và cô ấy ôm gối qua phòng khách ngủ. Tuyệt đối không cho tôi dỗ dành hay đụng vào người. Tôi gõ cửa nhưng cô ấy im lặng, đứng ngoài 30 phút nhưng không thấy vợ trả lời. Tôi đành đi ngủ. Hôm sau tôi có một cuộc họp quan trọng đến đêm mới về. Thế mà sáng tôi dậy gõ cửa định hôn vợ đi làm, cô ấy cũng không chịu mở cửa. Tôi nói vọng vào: "Anh đi làm nhé." Rồi ra phóng xe đi. Hôm đó dù ngồi làm việc cả ngày, nhưng đầu óc tôi vẫn nghĩ ra trăm câu nói để có thể làm lành với vợ. Cũng may là do giải quyết được vấn đề sớm nên cuộc họp kết thúc sớm. Tôi ghé qua một shop mua một bó hoa thật đẹp, rồi lật đật mang về tặng vợ, hy vọng cô ấy sẽ tha lỗi cho tôi. Mang bó hoa về nhà lúc trời chập choạng tối, tôi thấy ngạc nhiên khi căn nhà của mình vẫn tối thui tối mò. Tôi đang gắng soi điện thoại mở cửa thì điếng người khi phát hiện ra đôi giày nam để cạnh giày của vợ tôi. Linh tính cho tôi biết có điều gì đó bất thường, nên tôi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Và đúng như linh tính của tôi, bên trong phòng ngủ là ánh đèn mờ mờ hắt ra, giọng vợ tôi rõ mồn một: "Anh cứ cởi hết quần áo của em ra, làm ăn cho nó máu. Chồng em đang bận họp 3 tiếng nữa mới về." Tôi điếng người, không ngờ đó là câu nói thốt ra từ miệng cô vợ ngoan hiền, xinh đẹp của tôi. Giọng người đàn ông kia đáp lại: "Anh sợ quái gì? Thằng chồng em vừa lùn vừa béo, lại già nữa. Anh nhìn nó là biết không làm ăn được gì rồi." Anh nói chính xác, em ghét lên giường với lão ta, nên thường xuyên kiếm cớ giận dỗi, vì em biết sau này kiểu gì anh cũng làm em sung sướng. Anh nguyện làm em sung sướng suốt đời. Thế còn vợ của anh thì sao? Anh có bỏ cô ta không? Bỏ chứ, anh sẽ cưới em làm vợ, chúng ta hợp nhau thế này cơ mà. Nói rồi cả hai lao vào nhau đắm đuối. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa. Tôi không ngờ vợ tôi lại là con người giả dối và hiểm độc như vậy. Thì ra cô ấy lấy tôi chỉ vì tiền, vì căn nhà này thôi. Còn cô ấy khinh tôi như rẻ rách. Tôi với tay bật công tắc điện lên, rồi vào bếp lăm lăm cầm con dao đi vào phòng ngủ. Gã đàn ông đó với vợ tôi đang nằm quần quại trên giường. Thấy điện bật sáng, rồi tôi lăm lăm cầm dao đi vào thì hoảng hốt. Tôi hét lớn: "Thằng kia, mày muốn tao xiên cho mày một dao không? Dám vào nhà người khác ngủ với vợ người ta, rồi còn huênh hoang như thế ư?"
Gã đàn ông kia mặt tái mét, buông vợ tôi ra rồi quỳ xuống cầu xin rối rít. Vợ tôi cũng thế. Tôi tức tối hét lên: "Cút đi!" Khiến cả hai người phiêu hồn bạc vía. Gã ta chỉ kịp vơ vội quần áo rồi chạy biến. Còn tôi ngồi xuống viết đơn ly hôn ngay lập tức, dù vợ tôi liên tục lạy lục cầu xin tha thứ. Tôi nghĩ một cuộc hôn nhân mà không có sự tôn trọng lẫn nhau thì nên kết thúc ngay bây giờ cho rồi. Vâng, một câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân đầy cay đắng phũ phàng của mình với vợ. Và tôi cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét. Tiếp theo, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Giận xé gan chứng kiến tiểu tam mặt dày vác bụng bầu đến đòi sanh phận. Nào ngờ mẹ chồng giả điên nói điều này khiến ả ta chạy mất dép. Trước đây chồng tôi yêu vợ lắm. Hồi chúng tôi còn tay trắng, anh chẳng biết đến rượu chè, đàn đúm bạn bè là gì. Mỗi lần thấy tôi vất vả với số liệu kinh doanh, anh lại động viên tôi cố gắng. Chồng tôi bảo chỉ cần sau này chúng tôi giàu có, anh nhất định sẽ mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ nhất, hạnh phúc nhất. Người ta thường nói, đàn ông sẽ rời bỏ người phụ nữ của mình khi có trong tay tất cả. Tôi thấy câu này quả thật không sai. Sau khi công việc kinh doanh trở nên khấm khá, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh đi công việc suốt ngày, có khi cả tuần chẳng ăn một bữa cơm nhà. Mẹ chồng tôi lên tiếng thì anh cáu cả mẹ. 2 tháng trước, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chồng và bồ. Là một người vợ, tôi không thể bình tĩnh trước những dòng tin nhắn ấy. Hôm đó, tôi đã khóc hết nước mắt cầu xin chồng hãy vì gia đình nhỏ mà suy nghĩ lại. Con của chúng tôi còn quá bé, chúng tôi không thể để con phải sống cảnh xa bố hoặc mẹ. Đối diện với bằng chứng khó cãi, chồng tôi thừa nhận mình đang ngoại tình. Nhưng với anh, mối quan hệ đó chỉ là vui chơi qua đường. Chồng tôi còn hứa anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô gái kia. Thời gian sau đó, gia đình tôi lại quay trở về nếp sống cũ. Chồng tôi chăm lo cho vợ con và không có biểu hiện của việc ngoại tình. Thế nhưng, ả bồ của anh vẫn không buông tha cho chúng tôi. Tôi không rõ cô ả có bầu thật hay không. Nhưng hôm qua, cô ta nhắn tin cho tôi đòi tiền tổn thất tinh thần và một danh phận. Kèm theo tin nhắn đó là một tờ giấy siêu âm thai. Một lần nữa, tôi lại phải cắn răng để hỏi chồng chuyện này. Khác với lần trước, chồng tôi tỏ ra bất ngờ vô cùng. Anh nói, nếu tính ngày tháng thì đứa bé chắc chắn không phải là con của tôi. Chứng kiến mọi chuyện, mẹ chồng tôi gằn giọng: "Ngày mai bảo nó đến, mẹ khác xử lý cho." Sáng nay, chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Còn tôi thì ở nhà, nhưng lòng nóng như lửa đốt vì không biết mẹ chồng sẽ làm gì. Cả buổi tối qua, mẹ chồng tôi cứ xé áo xé quần. Hôm nay bà lại mặc bộ quần áo đó khiến tôi rất bất ngờ. Khi tôi định thắc mắc thì chuông cửa reo lên. Bồ của chồng vừa thấy tôi đã đẩy tôi ngã dúi. Cô ta sấn sổ đi vào rồi lớn giọng kêu chồng tôi ra nói chuyện. Nhưng vừa đi đến cửa nhà, bồ của chồng tôi tái mặt khi thấy mẹ chồng tôi nhảy bổ ra. Bà lăn ra đất rồi cào vào chân cô ta. Để tăng tính thuyết phục, mẹ chồng tôi gào khóc như một người có vấn đề về thần kinh thật sự. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, bồ của chồng tôi sợ hết hồn. Cô ta bỏ chạy khỏi nhà, đến nỗi giày còn không kịp xò vào chân. Bồ của chồng tôi vừa đi, mẹ chồng tôi liền đứng dậy phủi tay. Bà nói bây giờ có cho tiền cũng không dám quay lại. Tôi đứng nhìn mẹ chồng mà phục bà sát đất. Vì hạnh phúc của các con nên mẹ chồng tôi mới phải làm như vậy. Hy vọng chồng tôi sẽ nhìn đó để rút kinh nghiệm và không bao giờ quay trở lại con đường ấy nữa. Vâng, hai câu chuyện có hai chủ đề, hai hoàn cảnh khác nhau. Mong rằng quý vị các bạn lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ cho những câu chuyện như thế này. Những câu chuyện vợ chồng rồi mẹ chồng nàng dâu đều là những câu chuyện luôn xảy ra trong gia đình của mỗi chúng ta.
Nên tôi cũng mong rằng những câu chuyện này sẽ đem lại những niềm cảm hứng cũng như giải trí cho quý vị và các bạn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.